khăn, gia đình bạn rất là khó khăn. Vì gia đình khó khăn nên em phải vào Sài Gòn để làm việc, để mình kiếm một cái gì đó để giúp gia đình. Công việc của em ở trong đấy thì cắt và may quần áo, thì công việc tưởng chừng như không hề đơn giản như là chủ đã hứa với gia đình mình như trước. Công việc làm rất là dài, làm từ 7 giờ sáng đến khuya 12 giờ đêm. Em cứ nghĩ là tương lai của mình kiểu như là đi vào một cái hướng khác, là tương lai nó bị dập tắt rồi. Từ một nơi là tưởng chừng như là không có một tương lai gì cả, bây giờ em là có một cuộc sống nói chung là hoàn thiện hơn với cộng đồng. Đấy là một sự thay đổi lớn của em. Và hơn nữa em có một tương lai nói chung là tốt hơn lúc trước của mình đi làm như thế.